một người con có một thắc mắc là chuyện một người nam đi quy y Phật pháp mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật lễ chùa cúng dường chùa, nhưng có vợ con đầy đủ lại đi tìm người phụ nữ khác phụ bạc lại người vợ tình nghĩa Tào Khang. Khi con bức xúc buột miệng nói rằng sao người đã tu tập như thế mà lại sống như vậy, đọc kinh niệm Phật thân tâm không sạch vì ai chứng? Thầy cho con hỏi điều đó có đúng hay không? Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Anh làm việc thiện như là tụng kinh niệm Phật lễ chùa cúng dường chùa thì đó là cái phước của việc niệm Phật, của việc tụng kinh, của việc lễ chùa, của việc cúng dường chùa. Còn anh phạm giới thì anh sẽ tạo cái nghiệp của việc phạm giới. Hai chuyện đó khác nhau, không có nên đem cái chuyện này để mà mình khỏa lấp cái chuyện khác. Có nghĩa là cái chuyện mà anh tu tập á, nó sẽ không cứu được anh khi mà anh phạm giới. Và cái chuyện anh phạm giới đó, nó sẽ không có làm cho cái chuyện là anh làm thiện nó vô ích ha. Thành ra sư mới nói là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng, việc nào ra việc đó. Tuy nhiên sư có một cái lời nhắc nhở như thế này: tất cả các phước thiện đều lấy giới làm nền tảng, cũng giống như tất cả các ngôi nhà đều phải có một cái nền móng vững chắc. Nếu như một ngôi nhà mà không có cái nền móng vững chắc á, ngôi nhà đó không thể xây cao được, không thể xây lớn được và không thể tồn tại lâu được. Cũng vậy, một người làm các cái việc phước thiện mà nếu như họ không có giữ giới đó thì các việc phước thiện của họ sẽ cho quả báo rất là hạn chế. Sư không nói là nó không cho quả, nhưng mà chắc chắn quả báo nó rất là hạn chế. Giả sử như á, một cái việc việc phước thiện nó sẽ cho cái quả báo là nhiều đời nhiều kiếp anh sống trong sung sướng, anh sống trong giàu sang, anh sống trong hạnh phúc, thì do cái việc anh không giữ giới nó sẽ hạn chế cái quả đó, là anh chỉ hưởng được đúng một kiếp mà thôi. Các phước thiện anh làm anh chỉ hưởng đúng một kiếp thôi. Giống như ngôi nhà anh xây trên một cái nền móng không vững chắc thì nó sẽ không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, khi anh tạo các cái việc phước thiện trên nền tảng không có giới hạn thì quả báo của các việc phước thiện đó không có lâu dài và không có lớn lao. Ha. Giả sử cái việc anh bố thí đó, nó cho đáng lẽ ra nếu anh giữ giới nó sẽ cho cái quả báo đời sau kiếp khác anh trở thành một vị tỷ phú giàu cỡ như Donald Trump, ví dụ như vậy thôi, hoặc giàu như Bill Gates, giả dụ như vậy. Nhưng mà do anh làm việc bố thí trên cái nền tảng là anh không có giữ giới hạnh trong sạch thì đời sau kiếp khác giỏi lắm là anh chỉ vừa đủ ăn vừa đủ mặc thôi. Đủ gì thấy một cái ông tỷ phú thế giới đứng trên đầu cái bảng xếp hạng như là Bill Gates hoặc như Donald Trump, ví dụ như vậy, so với cái việc một cái anh bình dân học vụ người Việt Nam ở xứ Việt Nam chỉ vừa đủ ăn vừa đủ mặc, cái quả phước khác nhau ghê lắm. Cùng làm một việc, cùng làm một việc chỉ khác nhau ở chỗ một người giữ giới một người không giữ giới đấy. Cho nên có hiệu quả là có hiệu quả ha, tu thì nó sẽ có thiện pháp, nhưng mà không giữ giới thì các cái quả thiện nó sẽ không có được lâu dài.